Naomi Watts, nữ hoàng phim kinh dị, đóa hoa nở muộn của Hollywood. Naomi Watts được biết đến là một trong những bông hồng tóc vàng người Anh thành công nhất ở Hollywood. Dù đã bước qua tuổi 50, nhưng vẻ đẹp, tài năng và sức quyến rũ của nữ hoàng phim kinh dị vẫn khiến giới chuyên môn lẫn khán giả trầm trồ. Tuy nhiên, trước khi trở thành cái tên sáng giá ở Hollywood, Naomi Watts từng trải qua một thời gian dài sống chật vật với những vai diễn nhỏ mà chẳng có ai hứng thú để mắt đến. Những năm tháng chật vật. Naomi Ellen Watts sinh ngày 28 tháng 9 năm 1968 tại Shoreham, Vương quốc Anh, trong một gia đình có mẹ là nhà thiết kế thời trang, cha là chuyên viên âm thanh làm việc cho ban nhạc Pink Floyd. Khi Naomi 4 tuổi, cha mẹ cô ly dị. 10 năm sau, cha của Naomi qua đời và gia đình cô chuyển đến định cư tại Australia. Đó là lý do vì sao Naomi Watts đến nay vẫn mang hai quốc tịch là Anh và Úc. Khi tới Sydney, Naomi Watts đã gặp Nicole Kidman. Họ đã trở thành bạn thân và cùng nhen nhóm niềm đam mê nghệ thuật. Năm 18 tuổi, Naomi dừng việc học tập tại trường trung học North Sydney Girls và tới Nhật để làm người mẫu. Tuy nhiên, công việc không thành công và cô lại trở về Sydney làm việc cho một cửa hàng bách hóa. Năm 1991, Naomi nhận một vai phụ trong Flirting, một bộ phim của Úc và Ấn Độ, đóng chung với người bạn thân Nicole Kidman và Thandie Newton. Vai diễn nhỏ này đã thôi thúc cô gói ghém hành lý chuyển đến Los Angeles, Mỹ cùng với Nicole Kidman, với ước mơ trở thành ngôi sao điện ảnh. Trong khi người bạn Nicole gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp diễn xuất, thì Naomi lại có những lúc khó khăn đến nỗi muốn bỏ cuộc. Tôi đã từng nhiều lần muốn quay về nước Úc, nhưng cứ mỗi lần như thế, lại có điều gì đó xuất hiện khiến tôi trụ lại nước Mỹ. Cô hiểu rằng giấc mơ Mỹ là một con đường trải đầy gai nhọn. Khi tôi đến Hollywood, tất cả những ai đã từng khích lệ tôi giờ đều tỏ ra không quan tâm. Tôi mất rất lâu để có những người bạn vì mọi người không đến Los Angeles để kết bạn. Họ ở đây để làm phim. Những năm đầu thập niên 90 là khoảng thời gian mà Naomi đã phải vật lộn để có tiền trang trải cuộc sống sau khi rơi vào tình cảnh không đủ khả năng trả tiền thuê nhà và đóng bảo hiểm. Cô đã phải lái xe hàng giờ để nhận vài ba mảnh giấy kịch bản chẳng ra gì, sau đó trở lại vào ngày tiếp theo, xếp hàng 2 giờ đồng hồ để gặp đạo diễn thử vai. Năm 1993, Naomi Watts phải trải qua đến 9 lần thử vai mới giành được một vai phụ trong bộ phim không mấy tên tuổi là Tanker. Một lần khác, cô đến New York thử vai đến 5 lần cho Meet the Parents, nhưng lại bị loại vì nhà sản xuất cảm thấy rằng cô không đủ quyến rũ. Naomi chia sẻ rằng, là một kẻ vô danh bằng bị đối xử tồi tệ. Tôi đã thử vai và chờ đợi mà không có bất kỳ niềm tin nào, nhưng tôi cần công việc và phải chấp nhận những thứ khủng khiếp, nhảm nhí. Mulholland Drive, bước ngoặt sự nghiệp. Đến năm 2001, Naomi Watts lần đầu tiên có được vai diễn thực sự giá trị cho sự nghiệp của mình. Đó là vai diễn đúp Betty Elms và Diane Selwyn trong bộ phim tâm lý kinh dị Mulholland Drive, con đường ảo mộng. Và khi ấy thì Naomi đã bước sang tuổi 31. Đó không hẳn là độ tuổi thường thấy để phát triển sự nghiệp, thế nhưng cuộc đời Naomi đã đổi sang một trang mới. Thành công đã đến dù có phần muộn màng. Mulholland Drive do David Lynch làm đạo diễn kiêm biên kịch. Bộ phim theo chân nữ diễn viên giàu khát vọng Betty Elms trên con đường chinh phục ánh hào quang tại Los Angeles. Tại đây, cô gặp và kết bạn với một cô gái bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn ô tô. Mulholland Drive đã giúp cho David Lynch giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2001 và nhận được đề cử Oscar. Về mặt chuyên môn, giới phê bình đánh giá Mulholland Drive là tác phẩm xuất chúng nhất trong suốt sự nghiệp đạo diễn của David Lynch. Bộ phim vinh dự có mặt trong danh sách 100 phim vĩ đại nhất từ trước đến nay do tạp chí Sight and Sound bầu chọn, đồng thời dẫn đầu trong cuộc tham gia ý kiến năm 2016 của BBC Culture về những phim hay nhất thế kỷ 21. Bộ phim chính là bàn đạp nâng tầm sự nghiệp của Naomi Watts. Diễn xuất của cô trong Mulholland Drive đã gây tiếng vang lớn, trở thành cái tên có món mặt ở thể loại phim kinh dị. Nói về những điều tuyệt vời sẽ đến với mình kể từ cột mốc 2001, Naomi luôn tỏ ra biết ơn đạo diễn David Lynch vì đã cho cô cơ hội rộng bước tại Hollywood. Từ một diễn viên vô danh chuyên đóng thuê những vai hèn kém, số điện thoại của tôi được các đạo diễn săn đón. Tôi không bao giờ quên ơn của David, người đã cho tôi một sự nghiệp. Nữ hoàng phim kinh dị ở Hollywood. Năm 2002, Naomi Watts tiếp tục có duyên với phim kinh dị khi tham gia vào vai nhà báo trong The Ring, vòng tròn định mệnh, Tác phẩm làm lại từ Ringu, một bộ phim kinh dị bất hủ của Nhật. Bộ phim xếp thứ 20 trong top 100 khoảnh khắc kinh dị nhất mọi thời đại của kênh truyền hình cáp Bravo, có tổng doanh thu gần 249 triệu đô và luôn lọt vào top những phim kinh dị thành công nhất mọi thời đại. Những cơ hội lớn liên tiếp đến với Naomi Watts khi cô được giao vai nữ chính trong những bộ phim nổi tiếng như 21 Grams, The Ring 2, Mother and Child, Dreamhouse. Giới chuyên môn đánh giá cao Naomi bởi cô có thể đảm nhận nhiều thể loại nhân vật khác nhau, thậm chí là những vai khó nhằn nhất. Trong 21 Grams 2003, Naomi diễn xuất cùng hai tài tử gạo cội Sean Penn và Benicio Del Toro. Đây cũng là bộ phim giúp cô nhận được lần đầu tiên đề cử Oscar hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc. Và vào ngày mẹ tuột cùng đau khổ khi mất con, Naomi được tờ New York Times dành tặng những lời có cánh. Naomi luôn làm mới bản thân qua mỗi vai diễn, đến nỗi chúng ta đôi khi quên mất cô ấy xuất sắc thế nào. Nữ diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án mới và nhận được đánh giá tích cực trong We Don't Live Here Anymore 2004, I Heart Huckabees 2004, Ellie Parker 2005 và một trong những dấu ấn lớn nhất trong nghiệp diễn của Naomi là vai nữ chính trong King Kong 2005. Cô thủ vai Ann Darrow, một diễn viên sân khấu hết thời nhưng vẫn mang trong mình một đam mê cháy bỏng với nghệ thuật. Sau khi công chiếu, King Kong đã gặt hái thành công trong phòng vé với gần 563 triệu đô. Phim được đề cử 4 giải Oscar, thắng 3 trong số đó là biên tập âm thanh xuất sắc nhất, hòa âm hay nhất và hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Tên tuổi Naomi ngày càng được yêu thích với đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng rối tung trong gió. Nàng Ann Darrow của cô đã gây thổn thức bao nhiêu trái tim, kể cả con quái vật khổng lồ Kong. Lối diễn xuất tự nhiên tinh tế của Naomi trong King Kong chinh phục được cả khán giả khó tính nhất. Sau bom tấn trên, cô tiếp tục tạo dấu ấn trong địa hạt nghệ thuật thứ 7 và ẵm đề cử Oscar thứ 2 với tác phẩm The Impossible 2012. Tính đến tháng 7 2012, cô đã có 56 lần được đề cử và 28 lần đoạt được các giải thưởng điện ảnh. Vào năm 2013, Naomi một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong làng điện ảnh với vai chính trong bộ phim về công nương Diana huyền thoại mang tên là Diana, Princess of Wales. Ban đầu, đạo diễn Oliver Hirschbiegel nhắm vai Diana cho nữ diễn viên nổi tiếng là Jessica Chastain. Tuy nhiên thì Naomi đã được chọn sau khi Chastain từ chối. Phim kể về 2 năm cuối đời của công nương Diana, xoay quanh tình yêu của bà với bác sĩ phẫu thuật gốc Pakistan Hasnat Khan. Khi nhận vai diễn này, Naomi Watts thừa nhận cô mang rất nhiều áp lực. Công nương Diana rõ ràng là một biểu tượng và Naomi đã bị ám ảnh khi tưởng tượng ra phản ứng của công chúng về vai diễn này. Và quả thật, bộ phim khi công chiếu đã nhận về nhiều luồng ý kiến. Thế nhưng với mái tóc vàng, dáng người mảnh khảnh và giọng Anh bản xứ, có lẽ không ai phù hợp với vai diễn này hơn Naomi Watts. Lui về hậu trường. Về sau, Naomi vẫn đều đặn đóng phim. Tuy nhiên, những tác phẩm mà cô góp mặt đều không quá nổi bật, điển hình như là While We Are Young 2014, The Glass Castle 2017 hay The Wolf Hour 2019. Minh tinh tóc vàng cũng dần lui về hậu trường, đảm nhận vị trí nhà sản xuất phim. Naomi bày tỏ, ở tuổi này tôi muốn thử sức mình nhiều hơn, cho mình cơ hội khám phá những năng lực khác. Naomi được xem là đóa hoa nở muộn ở Hollywood khi hơn 30 tuổi mới chạm vào vinh quang. Có lẽ do danh vọng đến trễ nên ở ngoài tuổi 50, cô vẫn chưa có dấu hiệu mỏi mệt trên hành trình cống hiến cho nghệ thuật. Naomi khẳng định, có người trong nghề đã nói sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt lúc 40 tuổi. Nhưng tôi muốn là người quyết định khi nào mình sẽ kết thúc. Giờ đây, tôi vẫn muốn làm hết sức mình ở mọi thứ. Được báo chí săn đón rầm rộ, song Naomi vẫn quyết tâm sống ẩn dật, tránh sự chú ý quá nhiều của paparazzi. Đã có thời điểm cô trải qua trị liệu tâm lý vì khủng hoảng trong cuộc sống. Ngôi sao King Kong hiện rất vui vẻ, dành toàn bộ thời gian chăm sóc hai con trai Alexander và Samuel, con riêng của cô và bạn trai cũ Liev Schreiber. Nữ diễn viên cũng tìm thấy hạnh phúc mới bên người bạn đời Billy Crudup. Từ lâu, giới chuyên môn đã ưu ái cho Naomi Watts danh xưng nữ hoàng phim kinh dị. Dù tuổi đã ngoài ngũ tuần, Naomi vẫn mang vẻ đẹp thách thức thời gian. Minh tinh người Anh từng được gọi tên ở danh sách 50 phụ nữ đẹp nhất do People bình chọn. Tờ Independent tán dương cô. Naomi có sự nghiệp ngoạn mục, cô ấy chinh phục khán giả bằng phim thương mại lẫn nghệ thuật và nhan sắc của Naomi vẫn rực rỡ như thuở mới vào nghề. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!